Chào tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tâm An Health. Thì hôm trước thì em đã review cho tất cả các anh chị và các bạn về cái sản phẩm Jimbo rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách thức phân biệt thật giả cái sữa Jimbo này nhá. Và anh chị hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đấy chính là số 0868383835, để khi mà các anh chị và các bạn cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Thì đây, cái hộp Jimbo lon hàng chính hãng đấy mọi người, nó sẽ là bằng lon thiếc nhá. Nó sẽ là lon thiếc. Đấy, đó. Thì chứ không phải là hộp giấy nhá. Đó là cái nhận dạng thứ nhất, anh chị hãy lưu ý giúp em nhé. Ngoài ra thì vẻ bề ngoài của cái Jimbo thì nó sẽ là cái màu xanh đậm như thế này đây mọi người ạ. Đó, đây đấy. Thì ở bên hông của sản phẩm nó sẽ có hai cái tem, một cái tem chống giả điện tử của công ty Alama là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đấy, đây Alama Việt Nam này, và một bên ấy là một cái tem của công ty Nature Made, đây là cái đơn vị sản xuất ra sản phẩm này. Thì các anh chị và các bạn hãy chụp lại hai cái tem này đi, để khi mà mình lấy hàng về đó mình đối chiếu xem là nó có giống hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở trên cái tem này này nó sẽ có một cái mã QR code, thì anh chị hãy cào hết cái mã QR này ra. Ở đây người ta cũng có hướng dẫn này, cào và quét mã QR bằng app iCheck hoặc soạn tin CK, dấu cách mã số SMS gửi 8077. Thì nếu mà đúng là hàng chính hãng thì hệ thống sẽ trả về cho các anh chị cái tin nhắn là chúc mừng bạn đã mua đúng hàng chính hãng, hoặc là hiện ra cái tên là hàng chính hãng. Đấy, thì sẽ đảm bảo cho mình hơn các anh chị nhé. Đây, phần mềm iCheck là cái phần mềm gì thì đây ạ. Đây là phần mềm iCheck đây ạ. Đây, em tìm cho các anh chị xem nhé. Đây, đây chính là phần mềm iCheck này. Đó, sau đấy chúng ta cào hết cái lớp phủ bạ này ra giúp em. Cào hết cái lớp phủ bạ này ra, cào hết ra nhé. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái mã QR code. Sau đấy chúng ta đưa vào, chúng ta quét. Đây, chúng ta đưa vào cho quét như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng các anh chị nhé. Ở đây ấy, thì em chưa có khi mà chúng ta quét thì chúng ta phải che cái mã này lại nhá. Đấy, thì nó sẽ ở đây em chưa có cào ra đấy, tại vì hàng này hàng mẫu của công ty này không được cào, nhưng mà mọi người cứ cào hết cái lớp này ra, sau đấy chúng ta đưa phần mềm iCheck vào để chúng ta quét là đơn giản nhá. Đấy, thứ hai nữa là ở đây nó cũng có một cái tem nữa đấy, thì khi mà chúng ta quét ra cái mã này, nếu mà nó đúng là hàng của Nature Made sản xuất thì nó là hàng chính hãng đấy. Ngoài ra thì ở đây có mã vạch thì chúng ta quét để truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhé. Đây, chúng ta cũng đao phần mềm iCheck về, chúng ta đưa vào, chúng ta quét đấy ạ. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng rồi mọi người nhé. Ngoài ra thì mọi người hãy nhìn cái số lô ngày sản xuất đấy, khi mua thì chúng ta sẽ lấy cái số lô ngày sản xuất mới nhất. Đây sản xuất vào tháng 4 năm 2024 này, và hạn sử dụng là đến năm 2026 luôn này các anh chị này. Đấy, thì ở trên lon á thì nó sẽ có một cái nắp và có in chữ Jimbo, nắp là nắp nhựa nhé mọi người nhé. Còn lon á thì nó sẽ là lon thiếc. Đấy, thì cho anh chị nào chưa biết thì cái sản phẩm Jimbo này nó là cái sản phẩm hỗ trợ tăng cân cho trẻ từ 3 đến 18 tuổi, cực kỳ là hiệu quả luôn. Bé nhà mình á, nếu như mà chán ăn này, hoặc là biếng ăn này, hoặc là ăn mãi mà không tăng cân ấy, thì sử dụng cái sản phẩm này á, nó sẽ giúp tăng cân rất là tốt. Ngoài ra thì nó sẽ còn giúp tăng chiều cao nữa nhé. Cái này người ta gọi là hệ dinh dưỡng kép, bởi vì vừa tăng cân mà vừa hỗ trợ tăng chiều cao nữa. Đấy, rất là tốt luôn. Những đặc biệt là những trẻ nào mà hay bị nhẹ cân, thấp còi đấy, thì dùng cái này rất là hiệu quả nhé. Nó là có hệ dưỡng chất 3 kép dual nutri độc quyền, như là đạm kép, sơ kép, béo kép từ nguồn động vật và thực vật này, với cái tỷ lệ cân đối này, giúp trẻ bổ sung dinh dưỡng toàn diện, dễ hấp thụ, tăng cân mà không bị nóng trong hay tiêu chảy, táo bón nhé. Và cái sản phẩm này ấy, nó có chứa cái thành phần là sữa non. Đây chính là cái sữa non mà được phân phối hàng đầu thế giới tại Mỹ là Bio Group, chứa đầy đủ dưỡng chất thiết yếu, kháng thể quý giá, nó sẽ giúp cải thiện cái hệ đường ruột và giúp trẻ phát triển thể chất. Thứ ba nữa là cái thành phần mà sữa non và HMO2FL, nó được xây dựng cân bằng thì nó sẽ giúp tăng miễn dịch đường ruột, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh, và cải thiện cái sức khỏe của đường hô hấp. Ngoài ra thì còn có tới 37 cái dưỡng chất khác, và nó sẽ ngoài cái cung cấp hơn 37 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như là A, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9H, thì nó sẽ còn giúp tăng cường sức đề kháng và tăng hấp thu. Và những cái lý do mà chúng ta nên chọn cái sữa Jimbo này là gì? Thứ nhất là nó sẽ rất hấp thu tốt này, giúp em bé tăng cân này, hệ đạm kép sữa non nhập khẩu Hoa Kỳ và đạm thực vật này. Thứ hai nữa là nó tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón. Cái thứ ba nữa là đề kháng khỏe. Cái thứ tư là hỗ trợ phát triển não bộ. Thứ năm là phát triển chiều cao. Đấy, toàn bộ những cái thông tin về Jimbo là em đã nói rõ cho các anh chị các bạn nắm vững rồi. Thì một cái hộp Jimbo như thế này thì giá của nó chỉ là giá của nó là 650.000, 690.000 một hộp mọi người nhé. Đấy, thì tùy theo cái chương trình mà chúng ta sẽ có được những cái giá tốt hơn. Đấy, còn hàng chính hãng thì nó chỉ có giá 600 mấy, 700 mấy, 800 mấy thôi, tùy vào cái số lượng mà chúng ta mua, chứ không có cái giá nào mà 200-300 đâu nhá anh chị nhé. Nên anh chị lưu ý. Đấy, thì đó chính là toàn bộ những cái thông tin về cái hướng dẫn phân biệt thật giả cái Jimbo này. Nếu như mà các anh chị và các bạn cần hỗ trợ, cần thắc mắc, cần tư vấn hoặc cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Tâm An Health nhé. Xin chào mọi người ạ.